Today's show will be presented in Olexis, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Spanish, and Thai. Xin chào quý khán giả hiền hòa, tôi là Phúc Khang, đến từ Cà Mau, Âu Lạc, còn được biết là Việt Nam. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2018, một chương trình sống động mang tên Cung đàn Hạnh Ngộ đã được tổ chức tại xã Bình Châu, cảnh sắc nên thơ, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Âu Lạc, Việt Nam. Sự kiện âm nhạc hoành tráng này quy tụ những màn biểu diễn độc đáo của các nghệ sĩ Âu Lạc, Việt Nam tài danh. Điểm nhấn của chương trình là chúng tôi được vinh dự diện kiến Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư qua truyền hình trực tuyến. Tình thương thánh thiện của Ngài đã bao trùm và chạm đến trái tim của tất cả mọi người có mặt ở đó, tạo nên một không gian với những cung bậc ngọt ngào. Trong suốt chương trình, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ân cần trả lời nhiều câu hỏi khác nhau của các nghệ sĩ về tâm linh và nghệ thuật. Ngài cũng có một thông cáo đặc biệt, tuyên bố ngày 3 tháng 4 là Ngày Quốc tế Nghệ sĩ để vinh danh những người nghệ sĩ trong mọi lĩnh vực. Sự đóng góp sáng tạo của họ rất quan trọng cho sự tiến bộ xã hội và hòa bình thế giới. Sư phụ chia sẻ, tại sao cảm ơn tất cả mọi người mà không cảm ơn nghệ sĩ? Nghệ sĩ là những người đem lại rất nhiều an ủi tinh thần cũng như vật chất, rất nhiều hạnh phúc, rất nhiều sự vui mừng, sung sướng cho những người trên thế gian này. Các nghệ sĩ vô cùng xúc động, một vài người không cầm được nước mắt khi Ngài gọi họ là sứ giả hòa bình. Các vị khách quý tham dự chương trình đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư vì tài năng nghệ thuật phi thường của Ngài cũng như tình thương bao la Ngài dành cho Âu Lạc, Việt Nam. Xin mời quý vị cùng thưởng thức phần 4 của Cung đàn Hạnh Ngộ, buổi hội thảo trực tuyến giữa Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và văn nghệ sĩ Âu Lạc, Việt Nam. Thưa quý vị, sau đây sẽ là câu hỏi của nghệ sĩ ưu tú Hương Dung. Xin kính mời nghệ sĩ. Xin kính chào Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Trước khi đặt câu hỏi, cho phép con được xin lỗi bởi vì con thấy là hình như sức khỏe của Ngài gần đây không được tốt so với lần trước con gặp Ngài. Không sao. Trong thâm tâm con muốn có lẽ Ngài hãy để dành lại một nửa để con cũng như một những nghệ sĩ khác không có cơ hội gặp Ngài sẽ được gặp Ngài lần nữa. Được rồi. Vâng ạ. Để có thể được thì mình làm nữa nhé. Dạ. Dạ. Tôi rất hân hạnh, rất muốn tiếp xúc với mọi nghệ sĩ. Vâng ạ, con xin thay mặt cho các nghệ sĩ xin trân trọng cảm ơn tấm lòng của Ngài, tình cảm của Ngài, sự sẻ chia của Ngài đến với các nghệ sĩ chúng con. Và hôm nay trong sự kiện này có sự hiện diện của các nghệ sĩ đại diện cho những nghệ sĩ của ba miền Bắc Trung Nam có mặt ở khán phòng ngày hôm nay. Cho con xin được đặt câu hỏi với Ngài. Thứ nhất, con được nghe bạn bè của con và cũng là học trò của Ngài
có nói rằng trong một lần trò chuyện, Ngài có nhắc đến nghệ sĩ, Ngài nói nghệ sĩ là nửa thánh nhân. Vậy hôm nay con rất muốn, và chắc chắn tất cả các nghệ sĩ ngồi ở đây rất muốn được nghe Ngài giảng thêm cho chúng con hiểu nốt phần còn lại là như thế nào là toàn thánh nhân. Xin cảm ơn Ngài. Nghệ sĩ là một nửa thánh nhân. Nhiều nước họ nói như vậy đó. Khi tôi qua ở Ấn Độ, tôi cũng nghe như vậy đó. Thí dụ họ nói nhạc sĩ, thi sĩ cũng là một nửa thánh nhân, thí dụ vậy đó. Nhưng mà bao qua rất rất nhiều nghệ sĩ. Họ có thể tiếp xúc với cái nguồn cảm hứng ở bên trong, từ thiên đàng. Cho nên họ mới làm ra được những tác phẩm rung động lòng người, cõi thế, để an ủi mọi người trong những lúc buồn bã, trong những lúc tuyệt vọng, trong những lúc mà coi như không có con đường sáng nào mở lối cho họ. Họ làm, những người nghệ sĩ họ làm như vậy. Họ để hết tâm hồn của họ. Cho nên họ chỉ chú ý trong đó thôi. Tại vì những người tu hành, những thánh nhân đó, tại sao họ trở thành thánh nhân? Là tại vì họ có sức chú ý mạnh liệt. Cái sự chú ý nào cũng đem lại cho ta những cái sự bình lặng tâm hồn. Mà khi những người nghệ sĩ này họ chú ý vào những cái tuyệt tác của họ, là chỉ có cái tuyệt tác đó thôi. Họ không cần biết ngày mai có được giàu có, họ không cần biết ngày mai cái tác phẩm của họ được bán hay là không bán. Họ chỉ làm cho họ bày tỏ cái tâm hồn cao thượng của họ, cái tâm hồn yêu nghệ thuật, cái tâm hồn thiết tha với những gì mà cao đẹp, chân thiện mỹ đó. Cho nên họ là một nửa thánh nhân. Tại vì họ cũng có cái lòng cảm thông với tha nhân nữa, và với vạn vật nữa. Cho nên nhiều khi họ không phải là tự mình buồn bã hay là thất vọng điều chi, nhưng mà họ làm những bài hát hoặc là những tác phẩm để khuyên nhủ những cái người mà buồn bã thất vọng. Tại vì họ có thể câu thông với những tình cảm và những ý nghĩ của nhân loại. Cho nên họ làm ra những tác phẩm rất là có hồn, mình nói là có hồn. Văn nghệ sĩ là những người vô cùng đặc biệt. Họ sống trên mây. Họ không có sống cho cuộc đời cái bằng vật chất. Dù là họ biết họ rất là khốn cùng đi nữa, họ không thể nào mà thay đổi cái tâm hồn của họ được. Họ không thể bán cái tâm hồn của họ để mà làm những chuyện khác được. Họ chỉ có sống về nghệ thuật mà thôi. Họ đến địa cầu này để làm đẹp cho thế giới, để an ủi tâm hồn mọi người, mọi vật. Họ đem tất cả tâm huyết của mình ra để cống hiến, đem tất cả tài năng xuất chúng của họ để cho đời mua vui. Dù là làm những công việc đó, ít có người nào mà được trực tiếp nói những lời cảm ơn hay là giúp đỡ họ một cách cụ thể. Họ vẫn tiếp tục làm. Tại vì họ yêu cái sự đẹp, họ yêu cái sự chân chính, họ yêu những sự lành. Nghệ thuật là những sự lành, những lành mạnh, để làm cho xã hội cười, khóc trong những niềm vui, trong những niềm giải tỏa. Dù là những cái bản kịch thảm hay là những cái lời ca bi ai một chút, cũng làm cho họ khóc. Có người khóc á, thì tự nhiên họ release. Dù là họ khóc những giọt lệ cảm thông với những bài nhạc đó, hoặc là những cái vở kịch đó, do những tài năng xuất chúng, xuất thần biểu diễn, nó họ cũng được cái sự giải tỏa tâm hồn của họ. Khóc hoặc cười, con người đều giải tỏa được những cái buồn bực, những cái lo âu trong tâm trí của họ. Cho nên họ cũng đại biểu cho cái sự sáng tạo của bề trên. Họ đại biểu cho lòng nhân từ và tâm cống hiến vô điều kiện. Những phẩm chất này là phẩm chất của thánh nhân. Cho nên người đời họ nói là một nửa thánh nhân.
Nếu muốn hoàn toàn thánh nhân thì cũng dễ. Tại vì ở trên thiên đàng họ đi xuống, ở trên đó có thể là họ thánh nhân rồi. Nhưng mà họ xuống đây họ bị ô nhiễm. Ai xuống đây cũng phải bị ô nhiễm. Ai xuống đây cũng phải bị lấy một phần nghiệp chướng đem xuống mới được xuống đây. Nếu mà một con người hoàn toàn không có nghiệp chướng á, thì chỉ là minh sư mà thôi. Tại vì minh sư xuống đây phải lấy nghiệp chướng của mọi người, cho nên xuống không cần đem theo nghiệp chướng, xuống đây cũng đầy rồi. Ví dụ Phật, Chúa họ đâu có làm gì, những vị này đâu có làm gì sai quấy đâu, đâu có phiền phức gì tai đâu, mà bị chết, bị đàn áp, bị ô nhục đủ thứ. Bởi vì xuống đây lấy nghiệp chướng của chúng sanh để cho họ nhẹ nhàng, sung sướng. Còn những vị mà nghệ sĩ á, họ trên đó cũng là thánh nhân rồi. Họ xuống đây họ phải bị họ muốn làm người phàm mà. Họ có thể ở trên đó hoài, hoặc là họ có thể tuyển chọn một thế giới tốt hơn. Nhưng mà họ tự nguyện xuống đây để làm vui cho nhân thế, để làm vui cho cái thế giới đầy nhiều như khổ nhiều vui ít. Cho nên họ xuống đây họ phải đem một, phải tuyển chọn một mớ nghiệp chướng xuống. Thí dụ ở trên đó họ 100% hoàn mỹ. Nếu họ muốn xuống đây giúp đỡ người khác, họ phải lấy một mớ nghiệp chướng. Thí dụ đi, nhiều khi mình thấy nghệ sĩ họ nói cái ông này họ sống khùng khùng, giống như khùng khùng điên điên. Thí dụ vậy đó, không phải là họ khùng điên, họ phải lấy những cái bề ngoài như vậy, những cái khuyết điểm bề ngoài như vậy, họ mới có quyền xuống đây. Quý vị có hiểu không? Cái luật trời đất nó như vậy, khổ lắm, khổ lắm. Không có đâu mà dễ đâu, muốn cứu người không phải dễ, muốn giúp đỡ người không phải dễ, muốn giúp đỡ người mình phải chịu khổ. Dù là nghệ sĩ tài ba cũng vậy thôi. Hoặc là xuống đây phải nghèo mạt lẹp. Hoặc là xuống đây phải gặp người vợ hoặc là ông chồng tối ngày cản trở công việc của mình, không cho mình làm những việc nghệ thuật tốt. Thí dụ vậy đó. À, vì là ghen tương, vì là không muốn có tiếng tâm này kia, nhiều sự xảy ra. Là bởi vì họ phải đem những cái nghiệp chướng xuống, họ mới có quyền ở đây. Họ mới có quyền giúp đỡ những người mà họ thương mến ở dưới cái thế giới này. Okay. Nếu muốn trở hoàn toàn thánh nhân trở lại thì mình phải đi ngược lại con đường trở lên á. Có một con đường mà trong kinh Phật có nói đó, là theo cái thanh âm bên trong á. Phật nói rằng Bồ Tát muốn xuống đây phải theo cái thanh âm đi xuống. Dòng âm lưu, phải theo cái dòng âm lưu đi xuống. Phật nói rằng muốn trở lại phải theo cái dòng âm lưu đi lên. Cũng như mình muốn đi lên trời, mình phải đi cái máy bay. Muốn đi nổi trên biển phải dùng thuyền. Phải cái sông, đi theo sông đi xuống. À, thí dụ vậy đó. Cho nên Phật có chỉ rõ ràng. Chỉ có điều khó là mình không biết ai mà chỉ cho mình cái cách mà tìm cái dòng âm lưu đó. Cái dòng âm lưu đó nó ở bên trong mình thôi, chứ không có ai cho mình được cả. Dù là minh sư cũng không phải cho mình đâu. Mình có, nhưng minh sư là chỉ là một vị, họ đã đi rồi, họ biết cái đường đó, họ đi lên đi xuống rất là thường. Cũng như quý vị mỗi ngày lái xe từ nhà đi làm việc quen rồi, ai mà hỏi thăm cái đường đó, quý vị à, biết rồi, đi theo tôi, tôi dẫn tới nhà. Tôi sẵn đi đường đó, tôi dẫn tới nhà. Thí dụ vậy đó. Khó một cái là kiếm cái người nào biết cái đường đó thôi, biết cái âm lưu đó thôi, chứ không khó gì cả. Còn mình đã là nửa thánh nhân rồi, hoặc là từ trên trời đã là thánh nhân rồi, thì xuống đây cũng phải theo cái con đường thánh nhân đó mà trở lại, theo âm lưu, theo cái cách sống của thánh nhân. Thương người, thương vật hơn là những bây giờ nữa. Thí dụ vậy đó. Thì mình thương người thì mình giúp đỡ an ủi họ, không phải vấn đề tiền bạc, không phải vấn đề tiền bạc, mình an ủi cũng là tốt. Rồi mình thương vật, thương mọi vật thì mình không nên ăn uống những cái gì mà động vật bị sát hại đau khổ, cũng như mình bị cắt tay đứt tay rất là đau đớn như vậy. Thì đó, cái bấy nhiêu đó thôi. Rồi sau đó mình đã sống cái cuộc đời mà của thánh nhân rồi, thì mình theo cái dòng âm lưu mình từ từ đi lên, cho tới ngày mình rời bỏ cõi thế giới này, mình sẽ đi con đường đó. Và cái vị minh sư nào mà chỉ đường cho mình đó, tại vì họ biết cái đường đó cho nên họ sẽ đi theo mình hoài, họ dẫn dắt mình cho tới khi mình về nhà thôi. Nó rất là dễ hiểu, quý vị nghe được không hay là dạ, dẫn nghe rõ sư phụ ạ. Cảm ơn. Rồi. Dạ vâng ạ. Một lần nữa, con xin thay mặt cho các nghệ sĩ đang có mặt tại đây, cũng như những nghệ sĩ mà không có cơ hội được giao lưu trực tiếp với Ngài, xin gửi tới Ngài
lời chúc sức khỏe và chúc ngài vạn sự lành để cho các nghệ sĩ chúng con có cơ hội được gặp ngài nhiều hơn. Và hôm nay khi xuất hiện, những giọt nước mắt của ngài con rất hiểu. Ngài đã thấu hiểu cái nỗi khốn khổ và những cái mà các nghệ sĩ chúng con đang gánh chịu. Và đây là một điều mà chắc chắn là bản thân con cũng như các nghệ sĩ cảm nhận được. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn ngài. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Vâng, chúng con cũng rất xin cảm ơn sư phụ đã khai thị câu hỏi của nghệ sĩ ưu tú Hương Dung, cũng như cảm ơn nghệ sĩ Hương Dung đã có những câu hỏi rất là trí huệ dành cho tất cả các nghệ sĩ cũng như quý khán giả ở đây. Thấy rõ ràng không? Đúng là một thánh nhân mà, tại vì nếu ít nhất là không phải là một nửa thánh nhân đâu có thể bày tỏ trong cái bài diễn văn của cô một cách rất là sâu sắc như vậy, làm như là hiểu hết lòng của những vị minh sư tại thế và những vị minh sư quá khứ và vị lại, rồi hỏi ra những câu hỏi rất là thông minh. Muốn hỏi không phải dễ, không phải là câu trả lời mới là khó, câu hỏi mới là khó. Biết hỏi cái gì mới là khó. Cho nên quý vị thấy rõ ràng không, cô là nghệ sĩ, cô hỏi hay như vậy, đúng là nửa thánh nhân rồi, hả, phải không? Thôi tiếp tục. Dạ vâng, cảm ơn sư phụ ạ. Ở xa mà cũng thấy sư phụ khóc hả? Ở xa mà thấy hả? Dạ thấy ạ. Ok, tại cảm động quá. Cảm ơn quý vị. Dạ cảm ơn sư phụ ạ. Vâng, tiếp theo xin mời câu hỏi của nghệ sĩ cải lương tài năng Như Huỳnh. Xin mời nghệ sĩ Như Huỳnh ạ. Dạ. Chào cô Như Huỳnh. Dạ con chào ngài. Dạ lời nói đầu tiên thì con xin phép chúc sức khỏe ngài. Và hôm nay thật sự là một điều may mắn với con. Con có duyên lành được hỏi trực tiếp những câu hỏi mà trong lòng con. Thật sự con đã cảm nhận được tình yêu thương của ngài dành cho nghệ sĩ chúng con. Thì con cũng xin mạn phép hỏi ngài là với sự nghĩ và nhìn một cái sự trí huệ của ngài, thì nghệ sĩ chúng con có thể làm được gì, giữ vai trò gì trong cái câu châm ngôn của ngài là ăn chay sống xanh, sống sạch cứu địa cầu và giữ hòa bình của thế giới. Dạ con xin ngài khai mở cho chúng con. Những người nghệ sĩ họ đến thế giới này để tô điểm cho thế giới thêm tươi đẹp và hạnh phúc. Làm đẹp cho thế giới cũng là mang bầu không khí hòa bình, tươi vui đến cho mọi người, mọi vật. Người nghệ sĩ dùng tài năng, thiên phú của mình để giúp cho cuộc sống thêm ý nghĩa và nhất là xoa dịu, an ủi lòng người khi đối diện với những bất an trong cuộc sống. Cho nên, mỗi lần chúng ta nghe được một bản nhạc hay, hay ngắm một bức tranh đẹp, hay là nhìn một căn phòng trang trí rất là ấm cúng, hay là nghe những bản nhạc rất là có linh hồn, xem những vở kịch hay những phim tuồng rất là cảm động, thì chúng ta cảm thấy tâm hồn được phong phú hơn, hoặc là được an ủi hơn. Có một người tôi biết hả, Có bạn trai của cô bỏ cô đi hả? Cô khóc quá trời. Khóc sao cũng không hết, không hết buồn hả? Chị hai biểu về nhà mở nhạc nghe ra, nghe hoài, đừng có chấm dứt. Hả? Tại vì cô không có tu thiền, mình đâu có nói thiền gì được đâu. Mình biểu cô về nhà mở đi, mở nhạc nghe những cái bài nào mà cô thích nhất. Thí dụ như của Thái Thanh, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Khánh Ly, Mai Hương, Lệ Thu, Lệ Thanh, Hà Thanh, tất cả rất là nhiều nghệ sĩ hồi xưa đó mà. Những nghệ sĩ mới thì chị hai không có biết nhiều nha, xin lỗi nha. Bây giờ không có rảnh nữa. Nhưng biết những người nghệ sĩ cũ thôi. Biểu họ về nhà cứ mở ra cái băng mà nghe tiếp tục hoài, đừng có cho nó ngừng. Nằm đó vừa khóc vừa nghe. Hai ngày sau cô hết buồn liền. Thiệt như vậy đó, chuyện này có thật ha. Thành ra những người nghệ sĩ họ để hết tâm hồn của họ, tại vì họ thông cảm với những đau buồn của thế gian, cho nên họ làm được những bản nhạc, những lời ca vô cùng xúc cảm. Cho nên mình nghe đó,
cảm thấy tâm hồn được an ủi, cũng như có người ở gần bên mà ôm ấp mà khuyên bảo mình như vậy đó. Cứ nghe rồi cái sự chú ý của mình nó để vô trong dòng nhạc á. Tất cả mọi người trên thế gian đều yêu thích nghệ thuật và ca nhạc, cho nên nghe cái những bản nhạc nào mình thích á, thì cứ để tâm hồn vô đó thì mình quên đi những cái buồn phiền ở một bên. Lâu rồi 2-3 ngày quên rồi á, quên luôn. Tiếp tục nghe nhạc rồi quên luôn và tiếp tục đời sống bình thường. Kiếm bạn trai khác, mà đời thiếu gì bạn trai ngồi đó mà khóc tìm một ông mệt, phải không? Rồi sau đó có lại cảm ơn sư phụ nhé. Sư phụ nói rồi, ngày sau mà có bạn trai bỏ cứ việc làm y như vậy đó. Thấy người nào mà khóc buồn cứ biểu họ làm như vậy, nghe nhạc. Nhạc họ đưa tâm hồn mình lên những nơi khác. Lên khỏi cái cảnh mà trầm luân đau khổ, khỏi những cái bụi bặm của thế gian. Mình tâm hồn mình được cao lên một chút thì mình quên những cái đau khổ này. Thí dụ như mình cứ ngâm ở ngoài trong dòng sông thì dĩ nhiên nó ướt và lạnh á. Muốn hết ướt hay lạnh thì đi lên đi, hiểu chưa? Đi qua cái khỏi cái chỗ đó. Âm nhạc có thể đưa mình lên những chỗ khác, những cái thế giới khác, là mình quên đi những cái sự buồn bã tạm thời. Và ai cũng thích âm nhạc, cho nên người Việt Nam họ cũng thích nhạc ngoại quốc. Người Mỹ, người Anh, người Pháp á, nhiều khi chị hai hát những cái bài của Việt Nam á mà chị hai thích, ồ họ cũng thích quá trời. Họ nói ủa trời hay quá, sư phụ nói anh không biết gì hết, không hiểu gì hết mà cũng hay hay hả, hay là tại tôi hát rồi mẹ hát con khen hay, phải không? Tại vì đồ đệ mà thôi đừng có kiểu mẹ hát con khen hay. Không, không hay thiệt à, sư phụ hay thiệt. Đàn sư phụ biết họ nói thiệt, chị hai nha, không có sư phụ nha. À, chị hai biết có nhiều đồng tu nhiều khi nhờ họ chở giùm đó, thấy trong cái xe của họ để băng nhá, toàn cái bài nhớ bài Việt Nam không à. Bài Việt Nam mà chị hai hồi đó hát á, mà không phải bài của chị hai không đâu, bài mà chị hai hát của những nhạc sĩ khác, à, họ cũng thích quá. Chị hai mới hỏi nhà ngươi không hiểu gì hết mà nghe mấy cái bản này làm cái gì, nhạc Việt Nam mà người không hiểu mà làm sao mà nghe hoài. Họ nói đây hay quá, cái nhạc hay quá, không cần hiểu cũng hay. Cho nên đúng là âm nhạc, những người nghệ sĩ hoặc là phim ảnh, bất cứ những người nghệ sĩ nào, cái tài năng của họ có thể đưa tâm hồn con người lên cao một bậc thêm và kết hợp mọi người trên thế giới. Cho nên họ cống hiến rất nhiều cho hòa bình âm thầm, không ai cảm ơn họ. À, bữa nay chị hai thay mặt toàn thế giới cảm ơn quý vị, những sứ giả hòa bình nha. Vâng, chúng con xin cảm ơn sư phụ và nghệ sĩ cải lương tài năng Như Huỳnh. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị đón xem phần 5 của Cung đàn Hạnh Ngộ trên truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp theo đây là Quỹ Quốc gia Do Thái, Phủ Xanh Israel và Nâng Cao Đời Sống. Mong sự bình an luôn ở cùng quý vị. Xin kính chào tạm biệt. Thank you for your delightful presence today. Please join us for part 5 of Unification Through Heavenly Melody on Supreme Master Television. May peace always be with you. Farewell for now. For more details, please visit suprememastertv.com/EE.